Ngày 14 tháng 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Hoàng Trọng Đức, sinh năm 2001 và 6 bị can khác về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, vào tháng 3 năm 2023, Đức từ thành phố Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất 360% một năm. Đức yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân và chụp ảnh, quay clip khỏa thân. Sau đó, Đức sẽ cử đàn em đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh. Khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện thì Đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng. Đức cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1% một ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng 30% một tháng. Nhóm đối tượng bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ 5% đến 10% trên số tiền vay và thu trước 2 ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân. Khi khách vay tiền đến thời hạn mà chưa trả tiền lãi và tiền gốc, Đức chỉ đạo đàn em gọi điện thoại đe dọa. Nếu khách vẫn chưa đóng hoặc trốn không trả nợ, thì nhóm nhắn tin chửi bới và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội. Thậm chí nhóm gửi cho bạn bè người thân của họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép người vay bằng mọi giá phải kiếm tiền để trả.